小乔，小狗粉，林德克不卡，今天做客，大来小的呀！哇，各位小们，我做小那么个粉，我也超爱你，我的个，我头公，我真没用的空空，啊，没敢做我的粉烧，你能还来复杂呗？được rồi, để cô xem nhá. Ừ, được rồi, cô sẽ đồng ý. Cô ơi, cô uống nước với cả ăn bánh đi ạ. Rồi tí nữa, cháu đưa cô ra phòng xem phòng. Ủa, thế cháu thích màu gì? Cháu thích màu hồng ạ. Màu hồng nhà chắc cô hồng đậm số lắm. Được rồi, cô biết rồi nha. Thôi cô ăn bánh đi. Ngon quá cô ơi. Được rồi, cô uống nước nhỉ. Cháu đưa cô đi xem phòng đó nhá. Được rồi, căn phòng này cháu ngủ với em à? Dạ vâng cô ạ, cháu ngủ với em. Đây cô ơi, đây là căn phòng cháu muốn cô giúp cháu đây. À, căn phòng này sao? Dạ à, cô đưa cháu cất cho ạ. Ồ, căn phòng này cũng khá là rộng. Hay cô làm đi nhé, cháu chờ cô. Được rồi, cô sẽ giúp bạn nhỏ đấy làm một căn phòng ngủ màu hồng công chúa bánh bèo cho hai người ngủ với cả nồi rửa cưng nhé. Cô đang chọn màu đường. Bạn rất thích màu hồng nhưng mà là phải màu hồng nhạt nhá. Ờ, có rất là nhiều màu. Cô đang phân vân nhỉ. Ừ, cô chọn màu này. Các bạn ơi, cô đang định màu sàn này. Cô định làm sàn gỗ nhưng cô thấy nó không được đẹp nên cô chọn là sàn màu nhỉ. Cô đang tìm một cái màu hồng, nó cũng phải khá là đậm đấy. Vì là làm phòng, làm nền mà, là phải màu đậm chứ. Màu gì ta đây, màu gì nhỉ? Ờ, màu gì đây? Được rồi, cô chọn màu này nhé. Giờ cô sẽ lấy giường ra để làm phòng hai người ngủ đi. Cô sẽ chọn giường, giường bậc thang 2 tầng. Người ở trên, người ngủ dưới nhé. Giờ cô trang trí một chút. Cái bàn này là bàn trang điểm cho hai chị em có thể làm đẹp này, trang điểm mỗi lần khi đi chơi. Đây cô để một cái kệ ở đây để có thể là để gấu bông này, để đồ trang trí phòng nữa. À, vì chỗ này khá là trống. À, cô định để ở dưới một ngăn nữa. Nhưng cô thấy cái cây này nó khá là dài nên cô chuyển ra cây này nhé. Ở đây âm thanh khá là ồn, cô đang lồng tiếng nên các bạn nhỏ thông cảm cho cô nha. Được rồi, cô đang tìm chỗ để ảnh ấy. Ừ, để đâu ta? Thôi cô bỏ cái khay này để ảnh đi. Đó, cái này mình trong tĩa mình treo bức ảnh lên là mình ngủ là bên cạnh mình là có bức ảnh luôn chứ không có thấy tường. Đây cô lấy một cái tấm thảm ở đây có thể là ngồi trang điểm rất là ấm áp luôn nhỉ. Cô sẽ lấy gương lên để có thể trang điểm, vừa soi gương vừa làm đẹp. Wow, đây là cái cây này. Cô sẽ trang trí một chút cây ở đây cho xinh. Phòng phải có cây thì mới xinh chứ nhở. Được rồi, để đây nha. Cô sẽ để cái cây này ở đây, ở bàn trang điểm luôn. Đây là bóng đèn to, cô sẽ để ở đây. Bởi vì ở đây nó khá là rộng và khá trống. Cô lấy mấy cái hộp này là để đựng đồ này, quần áo hoặc là đồ trang điểm, đồ skincare nữa. Sao ta? Rồi lấy cái này đi, để đựng đồ nữa. Giống như cầu bán trang điểm ý. Đúng không nào? Cái ghế này, ghế là ghế sofa. Khá là ấm áp. Lấy lên cái thảm là cho bạn cuốn ngủ nha. Còn cái thảm dưới là để chỗ khu cho bạn cuốn ngủ. Rồi cô sẽ để lên cái mục này là để đồ ăn nào và để đồ trang trí. Bạn đèn lên nè, lung linh chưa? Quay, cô đã bảo bạn Linh đến trang trí phòng rồi nè. Wow, đẹp quá chị ơi, đẹp quá em ơi. Căn phòng này khác căn phòng cũ nhỉ? Vâng chị. Wow, đẹp quá, đi thôi. Wow, đẹp quá. Ừ, cảm ơn cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn đã giúp cho bọn cháu có một căn phòng rất là xinh luôn ý. Công chúa bánh bèo lại còn rất đẹp nữa. Wow, thích quá đi thôi. Vậy sao? Vâng cô. Đây là căn phòng khi buổi tối nhỉ. Được rồi, clip đến đây là kết thúc nha. Bạn nào thấy có ý tưởng gì hay hãy bình luận ở phía dưới nha. Bình luận là nhớ like, con sẽ làm theo. Giờ thì bye bye mọi người.